Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Đa phần thì em sẽ dùng Zalo. Lan của em thì chưa gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em thì em chuyển địa chỉ mới. Em chuyển về huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang các bác nhé. Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên là những đơn hàng to em vẫn ship xe khách được bình thường nhé. Những đơn hàng to lặng, ví dụ như những chậu địa lan này, vẫn ship xe khách đi các tỉnh được bình thường. Hoặc là những cái đơn hàng đá thấm thủy, lan hài cái thứ này đấy. Còn những đơn hàng mà đóng gói được thì em vẫn cử chuyển phát nhanh bình thường các bác nhé. Nói chung là cái dịch vụ nó cũng không có gì thay đổi cả, chỉ thay đổi địa điểm thôi. Đấy, khu vực Hà Nội thì giờ nó không thích hợp, có nhiều nguyên do mà em không ở lại được. Ra là em chuyển về Sơn Dương, Tuyên Quang này. Các bác có gì mua ủng hộ em. Đây em có chậu địa lan Hoàng Cẩm Tố nhé, thuộc dòng địa lan truyền thống hoa Tết này. Hoàng Cẩm Tố thì nó khá là ít, không phải ai cũng có hàng này đâu. Những cây củ to người ta bán rất là đắt, 700-800 cơ này. Những chậu này thì em để với giá là 1,2 triệu các bác nhé, 400.000 một thân. Những chậu 3 thân là 1,2 triệu này, Hoàng Cẩm Tố này, này. Này, lá nó còn nhăn như này cơ. Địa lan Hoàng Cẩm Tố thì có tên khác là Đại Trường Diệp Hoàng Hoa gì đấy. Đây là mọi người đặt tên cho ấy. Cây thì em thuần như thế này rồi. Về các bác em sẽ đóng cả chậu đen này gửi về các bác. Về các bác thay chậu thôi nhé các bác nhé. Đây, Hoàng Cẩm Tố này. Các bác lấy 2 thân thì là 800. 2 thân 800, 1 thân thì là 400. Em vẫn tách được. Tại vì cái hàng đắt tiền thì em tách được các bác nhé. Cái hàng 50.000 một thân thì cái hàng đấy thì em lại không tách mấy. Vì tách nó không bỏ công này đấy. Hoàng Cẩm Tố các bác nhé. Đây, 3 thân 1,2 triệu đây. Trước có những cái chậu nó rất là to. Rất là to thì em bán với giá là 600.000 một thân cơ. Cái chậu thân nó to lắm. Đây là thân nó bình thường thôi, 400. Đây, đây em có chậu Thanh Vũ, bác nào lấy thì em để với giá là 4,5 triệu các bác nhé. 4,5 triệu đang có ngồng hoa rồi. Ngồng hoa ra tua tủa luôn này. Ngồng hoa đây. Đây ngồng hoa đây này. Thanh Vũ này nó rơi vào khoảng 20 đến 22 thân này. Nó có ngồng hoa thì em để với giá là 4,5 triệu, bao gồm cả chậu rồi. Em ship đi quanh miền Bắc được các bác nhá. Em gửi xe khách cho các bác này. Cái này em bới ra để cho nó dễ, nó thông thoáng một chút này. Bới ra cho dễ thông thoáng một chút chứ không ảnh hưởng gì đâu các bác nhá. Tại vì bác cái trồng nó ngập rễ này. Đấy. Cho các bác xem luôn là cái bộ rễ của cái cây Thanh Vũ của em nó rất là khỏe, trắng phau luôn này, không đen xì đâu nhá. Đây, đây trắng phau luôn này. Đây, đây là khóm Thanh Vũ to này. Đây, nếu bác nào lấy lẻ thì là 200.000 một thân các bác nhá, 200.000 một thân. Em cứ tách khóm ra em gửi, cái khóm này 1, 2, 3, 4 thân này là 800 này, 2 ngồng hoa này, 800, 2 ngồng hoa. Đây, ví dụ là thế các bác nhá. Có những khóm nó khó tách quá, 2 thân thì các bác mua 4 thân giúp em này, này. Có những cách như cái này thì có thể tách là 2 thân được này, 2 thân thì là 400 này. Thanh Vũ này, địa lan Thanh Vũ các bác nhé. Hoa Tết, hoa to và thơm, màu xanh. Loại địa lan giới thiệu các bác mua về làm giống sưu tầm các bác nhé. Cây Tiểu Ngọc Yên Tử. Cây Tiểu Ngọc Yên Tử này thì hoa màu xanh, cánh bay rất là đẹp này. Cánh hoa thì nó sẽ bé hơn cây đại ngọc, tuy nhiên là em thích cái cây tiểu ngọc này, cánh nó bay rất là đẹp này. Và bông hoa cân đối xinh xắn này, phân cần các thứ đẹp này. Cây tiểu ngọc Yên Tử này, cây tiểu ngọc này thì nguồn gốc là vùng núi Yên Tử Quảng Ninh các bác nhé. Này, vùng núi Yên Tử Quảng Ninh này. Cái này em có đang chậu 4 thân này, đang có ngồng hoa này, đây. Đang có một ngồng hoa đây, đây. Như chậu 4 thân này thì em sẽ để với giá là 8 triệu. 8 triệu. Dành cho bác nào mua cả chậu, em có thể ship cả chậu được.
gửi xe khách bình thường hoặc là gửi chuyển phát cũng được các bác nhé. Đấy. Cái này riêng cái này em đóng thùng xốp xong rồi em kê cái các thứ vào là rất là ok luôn. Đấy. Không ảnh hưởng gì cả, đang có một gồng hoa. Cái này về các bác tách ra làm hai chậu được, đấy. Bốn thân nó nối liền nhau và em đi đơn từ hai thân các bác nhé. Đi đơn từ hai thân. Đấy. Hai thân, ví dụ tách hai thân này ra này, đấy, hai thân này một thân một gồng hoa này là 4 triệu này, đấy. Đấy. Cái thân này, hai thân này bè già hơn thì em lấy 3 triệu rưỡi thôi, đấy. Đấy, còn lấy cả thì là 8 triệu các bác nhá. Lấy cả 8 triệu cả chậu này. 2 triệu một thân. Tiểu ngọc yên tử các bác nhá. Tiểu ngọc yên tử. Giống này là cái giống nổi tiếng rồi, đấy. Giới thiệu các bác một loại địa lan nữa là cây hồng ngọc lưỡi đỏ các bác nhé. Cây hồng ngọc lưỡi đỏ này nguồn gốc là cây nguyên Trung Quốc. Tuy nhiên là em đã thuần rất là ổn định rồi. Cây thuần rất là ổn định, lên được hai thân nữa này. Hoa hồng ngọc lưỡi đỏ thì nó rất là đặc biệt. Nó sẽ là cần xanh, cánh xanh và cái lưỡi của nó ấy, nó gần như là bẹt đỏ. Nên em đặt tên là hồng ngọc lưỡi đỏ. Cái này thì hoa tết và hoa thơm các bác nhé. Đây, hoa tết và hoa thơm. Cái bộ lá nó nhỏ vừa phải đấy, không quá to đấy. Đặc biệt của nó là bông hoa thôi. Hồng ngọc lưỡi đỏ này thì em bán là 1,5 triệu một thân đấy. Cái chậu 4 thân này là 6 triệu. Dành cho bác nào mua cả chậu thì em đóng cả chậu gửi cho các bác đấy. Em tách từ một thân nhé. Cái thân này thì em tách ra được rồi này đấy. Cái thân này em tách ra này đấy. Đây, cây em để những cái cây nó hoa nó đẹp thì em muốn phân riết này dễ riết ra rất là đảm bảo luôn đấy, đấy trồng thuần ổn định đấy. Hồng ngọc lưỡi đỏ các bác nhé, 6,5 triệu một thân, chậu 4 thân, đi từ đơn từ một thân tách thân này ra cho các bác này. Thân này 4 lá đấy, củ to nhé, đấy. Cái này bắt đầu tạo củ rồi. Em có một sản phẩm thì bán kèm với lan, đó chính là chè khô các bác nhé. Các bác nào mua chè khô thì ủng hộ em. Chè này thì nguồn gốc là vùng Hoàng Su Phi, Hà Giang, của một người đi rừng mà trước là em cũng hay lấy hàng trên đấy, rồi là đi qua thì em thấy chè nó rất là ngon, đảm bảo, sạch, không có nhiều hóa chất các thứ phun, vị chè nguyên bản, nên là em và nhập cái chè này về để em chia sẻ các bác. Các bác nào uống chè thì ủng hộ em đấy. Chè nó có một số tuyết, một số cây nó cũng sẽ có tuyết nhé. Chè này thì hàng bình dân thôi đấy. 240.000 một cân các bác nhé. 240.000 một cân 1 kg đấy. Đấy. Như cái gói này là gói lửa cân này, về các bác pha uống này thì giá sẽ là 120 các bác nhé, 120 gói lửa cân như này đấy. Nó rất là tiện. Bây giờ cái đóng gói nó tiện rồi, không bó như ngày xưa nữa. Các bác mở cái lắp này ra là thấy cái vị thơm của hương chè ngay. Chè sao nhé, sao tay nhé đấy. Nó thuộc cái dạng là chè ngày xưa rồi, nó móc câu như này đây đấy. Những cái sợi chè nó sao kiểu móc câu như này và vị nó nguyên bản nhé đấy. Cái những cái vị nguyên bản nó không có tẩm ướp gì cả và nước của nó thì nó không được đẹp như các giống chè khác đâu đấy. Nó không thể nào là trong xanh giống như những chè loại trà mà đắt tiền hoặc là những loại trà nó đặc biệt khác đấy. Vì giá nó cũng bình dân mà đấy. Nhưng mà uống vị chè trà nguyên bản ngọt hậu, có nghĩa là các bác uống vào ấy thì lúc ban đầu thì đắng nhưng mà lúc sau thì cảm giác cái vị ngọt nó sẽ lại đấy. Đấy là cái uống trà nó kiểu ngọt hậu là như vậy đây. Và cái hàng này thì ở trên núi cao đây, nó cũng ít thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng là nó không có các bác nhé. Đây, đây. Do vậy thì em mới nhập về đây. Thì chia sẻ các bác đây, với giá là 240.000 một cân 1 kg. Các bác nào lấy lửa cân thì là 120 lửa cân các bác nhé. Đây, lửa cân này về các bác pha cả tháng uống rồi đấy, vị nguyên bản luôn. Và các bác pha trà ra thì nó cũng rất là thơm đấy, này. Mùi hương thơm nguyên bản chứ không phải là mùi hương thơm tẩm ướt nhé. Kể cả các bác bỏ cái túi này ra các bác ngửi là cũng thấy có vị trà, vị của chè nguyên bản rồi đấy. Các bác pha này chỉ có cái là nước của nó không được đẹp thôi đấy.
Nước của nó thì nó hơi hơi đo đỏ một chút này, nó vẫn là màu xanh nhưng mà hơi đo đỏ một chút các bác nhé. Riêng cái trà này thì các bác có thể cho đến mấy lần nước thì các bác vẫn giữ được cái gần như là hương vị nó nguyên vẹn, nó không giống như các giống trà tẩm ướp kia, nó chỉ được cái nước đẹp và hương thơm thôi nhưng mà uống thì nhạt tẹt. Cái đấy thì nó cũng tùy từng người thôi, tùy từng người khẩu vị từng người thôi, nhưng mà những vị trà nguyên bản này nó mạnh như thế này thì trà nó nặng lại, sáng mà các bác uống thì nó cũng khác biệt luôn này. Và giá thì rất là bình dân đấy, các bác nào mua thì ủng hộ em cái sản phẩm mới em đăng trên kênh này, đây, trà trà Hà Giang các bác nhé, 240 một cân đây. Đây. Ship từ lửa cân nhá, 120 lửa cân như này đây. Một loại lan hải tiếp theo em giới thiệu các bác là cây hải Hetman nhé. Hải Hetman thì em đã thuần rồi, em sẽ bán những chậu hàng thuần. Một cây như này là giá 90.000 này, em đóng cả chậu gửi đây. Một chậu một cây như này là 90.000 nhé. Hetman em thấy nó rất là dễ sống khi tách ra đây. Chỗ này lẫn một cây hải hằng ở đâu. Đây một cây hải hương như này sẽ có cái giá là 90.000 à, một cây hải Hetman nhé, 90.000 nhé. Hetman 90.000. Còn những chậu hai thân như này, đây. Hai thân là nhiều thân hơn, đấy, thân to hơn thì là 150 các bác nhá. Ví dụ như cái này đẻ thêm được một mầm nữa này, hai thân này, một mầm này, 150 này, đóng cả chậu gửi này. Đấy. Em trồng giá thể vỏ thông, đá bọt và đá thấm thủy. Đấy, các bác xem là cái bộ rễ của nó ra rất là đẹp luôn. Đây, 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 bộ rễ của nó ra đảm bảo luôn cho các bác. Đấy, đấy. Cái bới ra, đấy. Cây nó mới tươi đẹp như này. Cái này thì ra hoa vào mùa thu các bác nhá. Hải Hetman ra hoa mùa thu, nó màu nâu nâu một chút đấy. Hài là lại hài nữa, giới thiệu các bác là cây hài Helen các bác nhé. Hài Helen một trong những giống lan hài nhỏ có kích thước nhỏ. Helen thì nó cũng rất là dễ trồng, ra hoa vào mùa thu các bác nhé. Hài Helen thì tháng 9 tháng 10 nó ra hoa nhiều, hoa của nó màu vàng ấy, cánh vàng rất là đẹp. Có những bông Helen đột biến thì hoa màu xanh, hoặc là cái lắp hài của nó, cái túi đựng hài của nó sẽ màu đỏ hơn đấy. Hải Helen thì những hàng như thế này thì em để với giá là đây, những cây chậu như này, những chậu như này em để với giá là 50.000 một chậu đóng vào chậu gửi này, hàng thuần rồi các bác nhé. Đây hàng thuần rồi 50.000 một chậu đóng vào chậu gửi này. Đây là cây nó rất là bé đây. Helen này 50.000 một chậu, còn giá nhổ chậu vào 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi cây này. Helen 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Đây. Đấy là hài Helen. Đây là cây hài giáp các bác nhé. Cây hài giáp hàng thuần như này thì em bán với giá 50.000 một chậu các bác nhé. Hài giáp này 50.000 một chậu này. Đây. Chậu thuần rất là ổn định rồi này. Đấy, cây ra rễ khỏe mạnh luôn này. Đây. Đây. Hài giáp, các bác lưu ý là lan hài nó lớn rất là chậm, nó ra rễ và thân lá mới nó cũng chậm các bác nhé. Đấy, nó phải cần thời gian cơ. Đây. Chứ tối thiểu nó phải là nửa năm đấy, nhưng cái chậu này của em thì hơn nửa năm rồi đấy, nó tính là hàng thuần rồi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi này, 50.000 ba chậu à, xin lỗi là 50.000 năm chậu nhá, nhổ chậu gửi nhá. Hải giáp thì hoa nó cũng ra vào dịp gần Tết đấy các bác đấy, hoặc là trúng dịp Tết này, nhưng thường thì nó sẽ ra trước Tết. Thằng Jacky của em trồng thì nó sẽ ra rất là chuẩn Tết, nhưng thằng giáp này thì đa phần em thấy nó ra vào trước Tết này. Trước Tết là chủ yếu, có những cây nó sẽ lên mèo nó dài rồi. Đây, đây về các bác trồng làm giống nhé, 50.000 một chậu hàng thuần như này và 50.000 năm chậu nhổ chậu gửi hải giáp, nó cũng rất là dễ trồng thôi. Đây. Các bác trồng giữ ẩm nó tốt và nó thoáng là được, đấy. Tránh nắng trực tiếp, đấy. Trồng cao gốc lên cho em. Đấy. Hải hằng các bác nhé, hải hằng thì em sẽ xuất vườn một ít, một cơ số còn lại giữ để có giống, tại vì hải hằng nó đắt theo từng thời điểm mà, có thời điểm bắt đầu mùa xuân, bắt đầu nó ra xuân một chút là cây nó thổi giá lên nó đắt đắt. Em nói từ thổi giá tại vì giá nó cao, từng năm một nó cao từng năm một rồi. Đây. Hải hằng thì em bán giá là hàng thuần như này, em bán là 500.000 một chậu nhá, một chậu một cây. Đây, em sẽ chọn những cây nó to như này gửi các bác này. Cây này bản lá của nó phải là 4 sen nhá, bản lá phải 4 sen đây. Bản lá 4 sen rồi em đóng cả chậu gửi. 500.000 một chậu đấy. Tất cả đồng giá 500.000 một chậu, chỗ này có tầm 20 cây đây.
không có nhiều lắm. Còn những cây nó to hơn như thế này thì giá nó sẽ khác nhé. Đối với những bác nào mà có nhu cầu mua mua cả đá thấm thủy nữa đấy, thì em vẫn bán đá thấm thủy 200.000 10 cân bao ship đấy. Còn những cái cục to như này về các bác tự đẽo là em cũng có nhé đấy. Hoặc là các bác mua cả tác phẩm ghép đá như thế này thì em cũng có đấy. Những tác phẩm ghép đá như này thì một cây như này, một cây to này, bản lá của nó rơi vào khoảng 5 sen như này thì nó rơi vào khoảng 1 triệu các bác nhé. 1 triệu cả cái cục này này đấy. Đấy. Như cục này là 1.8 triệu này, này, cả cục đá này nó bắt đầu lên rêu rất là đẹp rồi, này, thuần được 1 năm rồi, này, bản lá cái này phải 6 sen, có vạch kẻ ở đây nữa này, đây. Đây là hàng thuần rồi, còn những cái hàng này hàng rừng mới về nhưng mà toàn là cây to nhé. Nếu bác nào mà có nhu cầu chơi hàng tác phẩm hoặc là mua cây to hơn hoặc những cây đặc mèo thì có thể inbox trực tiếp cho em qua Zalo. Còn những cái hàng này thì em bán với giá là 500.000 một chậu các bác nhé, 500.000 một chậu, đóng cả chậu gửi. Đây. Hai hàng. Giới thiệu các bác một loại lan hài tiếp theo là cái lan hài hồng các bác nhé. Hài hồng thì em để với giá là 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Đấy, hài hồng đây, 100.000 một chậu đây, hàng thuần rồi các bác nhé. Đây, em chỉ còn hàng thuần rồi đấy, không nhổ chậu. Hài hồng thì nó khi mua vào giá nó cũng khá là cao rồi, nên ra là bán hàng thuần đấy. Thì những cái cây bé lưu siêu như này vẫn phải trồng chăm sóc này, không vứt đi nó phí này. Hài hồng những cây như này em sẽ chọn cho các bác những cây đẹp như này em gửi cho các bác nhé. Đấy là 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Hài hồng thì có những cây nó ra hoa vào dịp Tết này, còn đa phần sẽ ra hoa vào mùa xuân nhé các bác nhé. Hài hồng thì may mắn thì được một cây nó hoa nó thơm đấy, hoa cánh trắng và bên trong cánh đài của cánh cái cánh lắp hài của nó màu hồng khá là đẹp, hoa trang nhã đấy. Hài hồng, hài hương em giới thiệu các bác là hải hương nhé. Hải hương thì em bán với giá là 230.000 một chậu. Đấy, cây to như này các bác, cây trưởng thành như này 230.000 một chậu. Đấy, nó tùy từng chậu các bác nhé, tùy từng chậu nhé. Ví dụ như chậu này thì giá là 180 rồi này, đây, chậu này giá 180 này. Còn những chậu như này thì phải là 250. Đấy, 250 đấy. Còn những chậu to hơn, đấy, chậu to hơn này thì giá tiền triệu nhé. Giá tiền triệu, ví dụ chậu này là 1.3 triệu này, này. Cây rất là đẹp, hàng thuần rồi nhá, đóng cả chậu gửi chứ không phải là hàng chưa thuần các bác nhá. Đóng cả chậu gửi này. Hải hương. Hải hương thì hoa thì rất là đẹp rồi này. Hoa to và thơm, hoa cánh trắng rất là đẹp, bên trong thì có sẽ có màu vàng một chút này. Đấy là hải hương các bác nhá. Em giới thiệu các bác lan hài các bác nhé. Lan hài là cây hài Jackie. Hài Jackie thì bây giờ người ta phân ra là một cái loại này, một loài riêng rồi, nó không phải là một giống đột biến của thằng hài giáp nữa, theo phân loại mới nhất đấy. Hài Jackie thì em bán với giá là 40.000 một cây, giá nhổ chậu. Còn những chậu hàng thuần ấy, cây của em thì nó rất là đẹp rồi. Đây này, các bác xem nó dễ biết, nó ra rất là đẹp luôn này. Đây, rất đẹp rồi. Cây hàng thuần thì ví dụ như cây như này là 100.000 này, 100.000 là đóng cả chậu gửi các bác nhé. Còn những cây mới trồng thì giá 40.000 một cây, nhổ chậu gửi này. Tất nhiên là cây 100.000 thì cây nó sẽ to này, to đẹp, lá nước đầy đủ này. Hải Jackie các bác nhé. Jackie thì nó ra hoa vào thời điểm mùa xuân đấy. Cái thằng Jackie này thì gần như là trúng dịp Tết các bác ạ. Này, có những cây thì đang có mèo rồi này. Có mèo thì em vẫn bán với giá là 100.000 các bác nhé. Này, có những cây sẽ ra hoa sau Tết một chút. Đây như cây này thì nó ra hoa là gần như chuẩn Tết này. Đây, mèo nó lên cao được gần một gang tay rồi. Đây, đây là hải Jackie các bác nhé. Hoa màu xanh, hoa màu xanh và to và thơm các bác nhé. Đấy, hoài hải này đặc biệt là hoa to và thơm. Đây, đây là hải Jackie. Đây, hải Jackie của em trồng nó rất là tốt, lên rất là tốt đều đấy các bác xem này. Toàn những cây hàng thuần rồi, đâm ra là đa phần là hàng thuần rồi, đâm ra là cây nó rất là đẹp đây này. Em trồng hài nó rất là tốt luôn đây. Khoe cho các bác luôn là cái bộ rễ của nó tuyệt vời luôn đây. Đây là hài kim Tây Nguyên các bác nhé. Hài kim Tây Nguyên thì em để với giá là 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Hàng thuần rồi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi các bác nhé. Hài kim Tây Nguyên đây. Kim Tây Nguyên thì nó cũng ra hoa vào dịp mùa xuân. Có một số cây thì nó sẽ ra hoa vào dịp Tết. Cái này thì đa phần là hàng giống về các bác trồng nhé các bác nhé.
Đây ví dụ như cây này là em bán cái giá 50.000 một chậu này, đóng vào chậu gửi đây. Em tách từng khóm một ra ra thì nó nhanh đẻ, nó dễ đẻ hơn. Đây. Đấy, kim. Kim thì nó rất là dễ sống, cái dòng kim Tây Nguyên này. Nó không giống như kim Sìn Hồ, Lai Châu, kim xanh, kim vàng thì nó khó sống hơn, nó ưa khí hậu lạnh hơn, nhưng mà kim Tây Nguyên này thì khí hậu nóng và các thứ vẫn lên tốt các bác nhé. Đây. Bác nào mới tập chơi hài thì chơi những dòng lá to thì chơi dòng kim này, nó rất là phù hợp. Đây em có 3 chậu hài hài mau đi hoa xanh. Cái này đang đang lên lụ hoa hay sao này? Đây. Hài mau đi này thì hài mau đi thì là 150.000 một chậu các bác nhá, 150.000 một chậu. Đây. Chỗ này là chỗ này em có 3 chậu này, đây. Đây, chậu nào cũng đồng giá 150.000 hết. Em sẽ lựa những chậu to, lá to như này gửi cho các bác. Hài mau đi này thì nó giống như hoa nó gần giống như thằng Vân Nam, nhưng mà hoa nó màu xanh cơ. Đây, mau đi hoa xanh đây. Gần giống như thằng Vân Nam. Hoa màu xanh này em nhập về em trồng để em gây giống lên, tại vì nó dễ trồng mà. Mau đi nó rất là dễ trồng. Những cây nó cụt rễ như này thì nó vẫn đang sống nhăn răng ra và đang ra rễ mới các bác ạ. Đây này. Đây. Mau đi. Hai mốc hồng. Hai mốc hồng thì em vẫn để với giá 50.000 một chậu hàng thuần nhá. Đây là một chậu hài mốc hồng thuần này các bác này. Đây. Một chậu hài mốc hồng thuần đây. Với giá 50.000 đấy. Thuần ổn định rồi. Về các bác chỉ việc tưới tắm thôi, không phải làm gì cả các bác nhé. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây đây. Đây là giống mốc hồng. Mốc hồng này thì nó cũng dễ trồng thôi. Không không quá là khó trồng đâu các bác. Hài mốc hồng. 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi. Và 50.000 một chậu như thế này, đóng cả chậu gửi này. Cái này trong Nam ngoài Bắc đều trồng được các bác nhé. Đây, những cây nó lên rất là tốt luôn này các bác này. Hải mốc hồng. Đây là toàn bộ hải mốc hồng em có đây. Nó rơi vào khoảng mấy chục chậu này. Giá thể trồng hải thì em trồng bằng cái dớn vụn các bác nhé. Dớn vụn nhé, nó giữ ẩm tốt. Hoặc là đá bọt vỏ thông cũng được, đá thấm thủy càng tốt đấy. Đá thấm thủy thì nó hơi bị lặng một chút thôi. Giới thiệu các bác lan hài tiếp theo là hài dâu Pháp nhé. Hài dâu Pháp này thì em đã tách ra được khá khá rồi. Này cây ra rễ mới này. Dâu Pháp này thì cái giống này nó rất là dễ sống đấy. Chỗ này có một thân to và một mầm thì em để với giá là 350 các bác nhé. 350. Chậu hai thân thì là 500. Còn chậu đang lên mầm và một thân như này thì là giá là 350. Em đóng cả chậu gửi hoặc là nhổ chậu cũng đều giá như thế cả các bác nhé. Dâu Pháp này hàng ngoại nên ra là em nhập nó giá nó cũng hơi cao. Ra là em bán nó phải hợp lý một chút thì có một chút công các bác đấy. Đấy em tách ra rồi. Đấy, hài dâu Pháp này. Dâu Pháp này hoa nó cũng như kiểu hài dâu của mình nhưng mà màu nó màu khác. Màu nó màu lâu lâu tía tía đỏ đỏ cơ. Đấy. Và nó ra nhiều bông hoa trên một cần hoa các bác nhé. Đấy. Đây dâu Pháp đây, bộ lá của nó khỏe, bộ lá dâu Pháp này khỏe hơn so với dâu bình thường của mình nhiều đấy. Nó mềm hơn so với cái thằng dâu xanh bình thường của mình. Đấy. Hải dâu Pháp các bác nhá. Đây là giống hải dâu xanh các bác nhá. Hải dâu xanh hàng rừng của Việt Nam đấy. Dâu xanh này thì em bán với giá là 50.000 một chậu thuần. Một chậu là một cây này em thuần này, tại vì dâu này là dâu em tuyển chọn là những cây bé thôi, cây to nó khó trồng ở chậu bé này lắm. Đấy. Dâu xanh này. Cây giống bé này nó vẫn hoàn toàn ra hoa được bình thường các bác nhé. Nếu giá nhổ chậu thì 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi. Còn bình thường thì em để với giá 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Hai dâu xanh này đây, dâu xanh. Cái loại này thân đá thì nó phải đến 2-3 găng tay cơ nếu những cái chậu nó to. Còn đây thì những cây này em lựa hàng bé này em trồng cho nó, tại vì vườn nó cũng chật nên ra là không để được nhiều. Loại lan hải tiếp theo giới thiệu các bác là cây hải Sukakuli nhé. Sukakuli là một cây hàng ngoại thuộc hàng rừng của nước Lào đấy. Sukakuli thì hoa của nó ra vào mùa thu các bác. Hoa của nó cũng rất là đặc sắc và đẹp nhé. Tất cả những cây thì em sẽ để hình hoa minh họa ở trong video rồi đấy. Sukakuli thì em để với giá là 150.000 một chậu hàng thuần như này các bác nhé. Đã ra rễ ổn định này đấy. 150.000 chậu hàng thuần. Còn những cái chậu mới trồng thì giá nhổ chậu là 80.000 một cây. 80.000 một cây giá nhổ chậu các bác nhé.
Lan hài Sukhakuli đây. Đây là toàn bộ Sukhakuli của em. Nó rất là dễ trồng, giống như Vân Lam thôi mà. Lá nó gần giống Vân Lam, tuy nhiên là nó sẽ màu, nó sẽ nó kiểu lá mạ, xanh lá mạ nhiều hơn là màu xanh đậm của thằng Vân Lam đấy. Cái bề mặt lá của nó thì ráp ráp hơn một chút đấy. Đến hài Sukhakuli các bác nhé. Hài gấm các bác nhé. Hài gấm một trong giống lan hài rất là dễ trồng, dễ chăm sóc và dễ cho hoa. Hoa màu vàng, có những cái điểm đốm rất nhiều và đẹp các bác nhé. Đây. Hài gấm này thì do hoa từ mùa xuân cho đến mùa thu các bác ạ. Nó hoa nó rải rác. Có những cây thì nó sẽ ra hoa vào dịp Tết đấy. Tuy nhiên là cái xác suất của nó không nhiều đấy. Hài gấm thì em bán với giá 50.000 một chậu hàng thuần như này các bác nhé. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi đấy. Hài gấm này, hài thì em trồng bằng một số loại giá thể như đá bọt này, dớn vụn này, đá thấm thủy, vỏ thông này đấy. Nói chung là rất là ok. Hài nó yêu cầu có độ thoáng các bác nhé. Đấy, độ thoáng nhất là phía dưới này, đấy, thoáng này. Phía trên thoáng, thoáng gió, lúc nào cũng có một cái lượng gió nhất định thì cây nó sẽ không bị hỏng đấy. Nhưng mà nó tránh nắng trực tiếp, các bác đừng để nó ăn nắng trực tiếp nhé, là dễ cháy lá đây. Những cái bộ lá hải gấm nó rất là to như này, đây, 50.000 một chậu thôi, đóng vào chậu gửi. Một loại lan hải tiếp theo giới thiệu các bác là cây hải cốc si. Hải cốc si thì em bán hàng thuần với giá là 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi các bác nhé. Đấy, cốc si lên lá rất là đẹp rồi. Đây. Hải cốc si 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Đây. Đây là lá cốc si, là những cái lá lên mới đây. Những cái chậu kia là chậu mới trồng thì em phải để lửa lăm nữa thì mới xuất được đấy. Có những cây thì nó cũng bị hỏng đấy. Cái xác suất nó hỏng thì nó vẫn có, nhưng tuy nhiên là nó cũng thuộc là cái giống lan hài, nó dễ sống đấy. Xác suất hỏng nó chỉ khoảng 10% thôi. Đây, tất cả đây từ một thân nó lên đẻ, đẻ rất là nhanh, nó được hai thân này. Cốc si này, đây. Đây, lá nó lên rất là dài luôn đấy. Cốc si thì ra hoa nó màu vàng nó nâu một chút đấy. Đa phần sẽ màu vàng nhạt một chút các bác nhé. Đây. Có những cốc si thì hoa nó đậm hơn đây. Giá 50.000 ba chậu nhổ chậu này. Giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi. Còn hàng thuần thì 50.000 một chậu, đóng cái chậu gửi các bác nhé. Đấy là hải cốc si. Em giới thiệu các bác là cây hải táo nhé. Hải táo thì em bán giá hàng thuần là 50.000 một chậu. 50.000 một chậu hàng thuần như này. Em trồng trên giớn này. Đấy, cây ra rễ rất là khỏe đẹp đây. Đây. Hải táo nhé, em sẽ chọn những cái chậu nào nó cây nó khỏe đẹp cho gửi các bác. Cây nó khỏe đẹp em gửi các bác nhé, hải táo. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây này. Hải táo thì là một giống lan rất là dễ trồng, có ra hoa vào mùa xuân các bác nhé, mùa xuân hè đấy, mùa xuân và đầu mùa hè một chút này. Hải táo này, cây rất là dễ thuần, dễ cho hoa này, thích nghi với mọi khí hậu vùng miền này. Đấy, hải táo của em trồng cũng khá là nhiều. Cây giống là cây to thì em sẽ nhổ cho các bác là những cây to. Có những cây hải táo thì nó chuẩn bị là sang năm nó sẽ có nụ thôi. Đấy, cái này thì em chưa thấy có nụ gì cả. Hải trần liên thì hàng thuần em bán với giá là 50.000 một chậu như này các bác nhé. Đa phần em sẽ trồng một chậu như này. Chậu này hải trần liên này 50.000 này, đấy, cái chậu như này 50.000 này, chậu như này 50.000 nhá. Nóng cả chậu gửi hàng thuần rồi. Còn bác nào mua giá nhổ chậu thì 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi, có nghĩa là được 3 cây em sẽ nhổ chậu gửi các bác. Hải trần liên này ra hoa mùa thu. Cái hoa mùa thu và đến mùa đông một chút. Trần liên này thì nó cũng rất là dễ trồng thôi. Đây. Đây như em trồng đây, bộ lá mới nó ra nó xanh mướt và đẹp lên này, đây. Lá nó bóng bẩy như này, đây. Đây, hải trần liên các bác nhá. Trần liên thì nó phân bố chủ yếu là khu vực phía Bắc thôi, đây. Chứ ở trong Lam thì chưa có cái hải, không có cái hải trần liên này. Đây. Nhất là những tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, đây. Lạng Sơn có cái hải trần liên này. Đây. Đây là những cái chậu hải trần liên lá to hơn này. Những cái chậu to này thì giá nó sẽ khác các bác nhé. Đây. Chậu to này thì là 200. Đây. Như chậu to này, nhiều mầm này là 200 này. Đây. Hải trần liên. Hải vệ lữ các bác nhé. Hải vệ lữ là một trong những giống lan hải phổ biến và dễ trồng nhất rồi. Đây. Giá em hàng thuần là 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi này, hải vệ lữ này. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi các bác nhá. Lan hải vệ lữ. Hải vệ nữ thì hoa nó to, hoa nó màu tím tím vàng vàng đấy. Và nó có nhiều lông, có tên gọi khác là lan hải lông đấy. Cái vệ lữ thì nó phân bố ở nhiều nơi. Nó rất là phổ biến, cái loại này thì rất là dễ trồng rồi.
những bác nào mới tập chơi lan hài thì trồng cái loại hài vệ lữ này nó hợp lý này. Nếu mà hài vệ lữ lâu nó ra hoa ấy, thì các bác có thể là các bác để ở nơi nó thiếu ánh sáng đấy. Nó thiếu ánh sáng, tất nhiên là các bác không được cho nó ra ngoài nắng trực tiếp 100%, nhưng mà phải để ở nơi nó nhiều ánh sáng như cái vườn của em này đấy. Mặc dù hai bên tường thôi là che chắn rồi, nhưng mà lưới em để rất là cao nên ánh sáng nó nhiều đấy, mà vẫn đảm bảo là không bị nắng chiếu trực tiếp vào đấy, qua một lớp lưới là được đấy. Hài vệ lữ các bác nhé.